Ui anh ơi, như kiểu sắp cháy. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Long sẽ quay cho mọi người nguyên si nguyên bản từ đầu đến cuối sấy mã Vision 70S của Estech và anh em kỹ thuật ở trong cộng đồng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, có vấn đề gì mọi người cứ trao đổi ở phía bên dưới comment để mọi người có thể hiểu rõ về cách sấy cũng như là độ co phim, thì mình sẽ không cắt ghép một video nào. Vậy nên video sẽ rất là dài và mọi người cùng kiên nhẫn xem đến cuối video và đưa ra những lời bình luận nha. Nên chỉ chuyên về kỹ thuật. Hay quay đứng lại không? Nó cũng qua lạnh chứ. Qua lạnh rồi.
Không quay, các anh em sấy đi sừng các bạn là việc này sấy có hết là nhiều anh em còn. Anh mình có bảo là những cái vẹt kiểu sổ ni lông này là 100% sẽ hết nha. Anh em sấy cái tự tin là sẽ được. Ok mọi người, và bây giờ là đã xong rồi nhá. Mình đã sấy xong rồi, mọi người cùng xem. Mọi người có câu hỏi gì thì cứ comment phía bên dưới.